Rồi hello anh em, hello hello, không biết có ai đang coi không nữa. À, giờ vô vô trong fanpage đi, vô trong fanpage đi để biết mày có đứa nào nó có ai người ta hỏi thì mình còn biết được mình trả lời chứ không thì hello Lĩnh hả? Lĩnh, hello Lĩnh, hello Lĩnh. Hello anh em, mọi người đang coi thì comment cái cho mình biết rồi. Tại lâu lắm rồi mới livestream ở trên Facebook này và mình đừng đừng bật tiếng, đừng bật tiếng, đừng bật tiếng. Lâu rồi mới 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 livestream ở trên fanpage, chủ yếu là mình chủ yếu post video chứ cũng chẳng có livestream bao giờ, cho nên là anh em nào vô thì chúng ta comment chào hỏi nhau phát cho vui. Tại vì đâu rồi? Ta tiếng cái. Hello 17 anh em đang xem, comment cái comment số 1 cái cho mình biết coi là anh em đang cần cái gì. Để được rồi, em tắt ra ngoài đi đỡ đỡ lag. Rồi, hello Trần Tiến Anh, hello Nguyễn KK, hello anh em, hello anh em. Thì bữa nay mình livestream để mà giới thiệu một cái dịch vụ cũng như là mình muốn chia sẻ cho anh em cái cách để chúng ta xử lý một cái hình cưới khá là đơn giản và gọi là gì nhỉ, cũng không có gì gọi là quá phức tạp, không có gì gọi là quá phức tạp. Mình thấy cái hình này chia sẻ trên mấy cái group Blend Retouch rồi kênh Blend màu các thứ đồ, cho nên là ok mình làm luôn. Hello Trần Tiến Anh, hello Tuấn Nguyễn Ạc, đúng không? Tuấn Nguyễn Ạc. Ok, hình thì mình sẽ sử dụng cái hình này của bạn Hồ Văn Đức. Hồ Văn Đức chia sẻ ra. Hình này thì cũng chẳng có gì gọi là ngon lành lắm tại vì hình JPEG mà. Mình thắc mắc nhiều tại vì có nhiều anh em nói tại sao trên group, trên trên fanpage, trên YouTube của mình á chỉnh toàn là mấy cái hình stock xịn không à, cho nên là anh em không làm được. Mình nói thật. Hình anh em chụp thì cố gắng chụp cho nó ngon tí xíu chứ hình này đâu có gì đâu, đúng không? Đâu mình coi thử coi là cái thông tin của cái hình này nó chụp bằng cái máy gì. Nikon D801. À thì máy nó cũng xịn nhưng mà gọi là máy bình thường bây giờ cũng chụp được vài rồi chứ có gì đâu mà, đúng không? Thấy nhiều người cái chê bảo tại sao làm live làm video mà xài stock xịn quá thì hello hello Phạm Văn Tình, hello anh Khưu Đoàn Cao Lộc, Lộc ông Mập. Lâu lắm rồi mới gặp. Rồi với cái hình này thì mình sẽ xử lý đơn giản như sau nè. Thì mình sẽ làm theo cái phong cách gọi là HDR ấy. Nhiều anh em bây giờ hay gọi là HDR lắm nhưng mà không biết là có hiểu HDR là gì không. Thì ok, phổ cập tí kiến thức cho anh em nào chưa biết nha. Anh nào biết rồi thì thôi bỏ qua cho mình, nhưng mà anh em nào chưa biết thì mình chia sẻ thôi. Là HDR gọi là High Dynamic Range, đại khái là cái gọi là cái khả năng, định nghĩa đơn giản là cái khả năng bắt chi tiết của cái bức hình, của cái máy ảnh, của cái máy ảnh. Thì thực tế là mấy cái máy ảnh bây giờ thì càng lúc nó càng hiện đại, nó càng xịn lên. Thì hiển thị chi tiết là gì? Là cái khả năng mà lấy chi tiết ở vùng tối và vùng sáng nó rất là mạnh. Có nghĩa là khi các bạn chụp á thì chi tiết ở vùng tối và vùng sáng nó lên đầy đủ chứ nó không có bị bệt, nó không thành nguyên một cái vùng màu trắng hoặc là vùng màu đen ở khu vực tối. Ví dụ như ở đây trong bức hình này đi, thì cái dynamic range của chúng ta nó thể hiện ở cái chỗ là chi tiết ở trên vai cò nè, rồi mấy cái lùm cây nè. Đó các bạn có thể thấy là ở trong này nó vẫn còn những cái lá li ti đấy, nó hơi khuất khuất chút xíu nhưng mà đại khái là nó vẫn còn chi tiết. Thì đó chính là cái dynamic range, cái mức độ mà nó càng thể hiện được nhiều cái chi tiết ở trong khu vực nó sáng tối như vậy á thì dynamic range càng cao. Thì tất nhiên là chưa có cái máy ảnh nào hiện tại chụp được hai dynamic range HDR ngay lập tức cả, mà chủ yếu là chúng ta sử dụng là cái kỹ thuật chụp là chủ yếu, chúng ta chụp nhiều tấm hình ở nhiều cái ánh sáng khác nhau cho lồng lại thì mình sẽ được hai dynamic range. Tuy nhiên là ở cái phong cách hai dynamic range thì có nhiều người phản biện nói là cái này đâu phải HDR đâu mà cứ ghi là HDR, để mình gọi nó là phong cách HDR thì cũng được, có gì đâu, đâu nhất thiết là cứ phải khó khăn vậy, đúng không? Hello fan cứng Vinh Hộ rồi Đức Nguyễn. Ở này video này không phải là video mình thu sẵn rồi lưu đâu nha, này livestream thật. Nhiều lâu lâu mình hơi chơi chơi bẩn tí là mình quay video sẵn xong mình post, nhưng mà hôm nay mình livestream cho nên là có vấn đề gì đâu, đúng không?
Hello Ngô Thành Tâm, hello Phạm Ngọc Danh, như hello mọi người, 77 người đang xem livestream, ơi lâu lắm rồi mới livestream mà nay cũng được đông phết nhỉ? Không, mình lâu lắm rồi, cái từ cái thời mà mình gọi là bên nhà cũ thì lúc đó khá là cùi bắp, nhiều thiết bị nó khá là cùi bắp, máy móc cái thứ rồi nó cũng cùi bắp luôn, cho nên là lúc đấy không phục vụ anh em được tốt nhất, tại vì chất lượng âm thanh, chất lượng ảnh các thứ nó không có ngon. Nhưng mà bây giờ thì ok rồi, nhưng mà lâu quá rồi mình không livestream. Có một vài cái đợt livestream gần đây vừa rồi á, thì mình có livestream thử một vài lần thì đâu đấy ba mấy người coi à, livestream buồn quá cũng chẳng like nữa, cho nên là mình cứ post video thôi. Rồi qua lại anh vụ HDR tí, tại nếu các bạn nào chưa biết á thì HDR thì mình có cái video ở trên channel của mình á, là cách chụp như nào, cách ghép như thế nào. Đại khái là mình chụp ở nhiều cái ánh sáng khác nhau, ở tăng sáng lên tí để chụp được ở trong tối, giảm sáng đi để chụp được ở khu vực sáng trắng kiểu như thế này, xong rồi lồng lại lấy chi tiết của này với lấy chi tiết hình khác lồng lại, nó thành ra một cái hình HDR đó. Nhưng mà phong cách HDR đại khái là một cái hình mà chúng ta có thể nhìn được rất nhiều chi tiết ở trong đó và nó hơi tương đối nổi bật chút xíu thì có thể tạm gọi là phong cách HDR. Nó giống như kiểu mọi người hay gọi là blend màu Nhật rồi blend màu Hàn rồi blend màu Trung của cái thứ rồi đó, có cái gì định nghĩa nó đâu, đơn giản đó là cái hình, cái cách mình gọi nó thì ở thế thì nó vậy thôi. Hello anh em, hello hello Ba Lương Sơn, người bình luận nằm cốt luôn. Anh em đi ngang thả tim mình coi. Facebook giờ nhiều cái trò vui ha. Fan cứng nè, rồi người bình luận nòng cốt, rồi người kể chuyện bằng hình ảnh, bla 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 bla. Rồi, đúng rồi, vừa nhắc nhắc tới cái vụ fan cứng thì trên fanpage của mình đang có một cái gọi là cái giveaway nhỏ nhỏ cho anh em fan cứng. Thì anh em cứ cái gì đây? Thằng bạn nó post rồi, ok, ở trên fanpage của mình nó có một cái gọi là cái giveaway dành cho anh em fan cứng ha. Đại khái là cái đâu rồi, đây giveaway này, anh em fan cứng thì mà anh em chỉ cần anh em là fan cứng ấy, thì sẽ thấy cái bài post này, tại vì mình post bài này chỉ dành cho fan cứng thôi đó, thì ai fan cứng thì mới nhìn thấy bài post này. Thì anh em vô comment cho mình biết là một cái chủ đề nào anh em muốn mình làm thì đó, thì tối nay hoặc là chút nữa đi, chút nữa mình làm luôn đi, khỏi chờ tối nay. Thôi để sửa lại, sửa lại. Để sửa lại, sửa lại. Kỳ vào ngày hôm nay ngày mấy nhỉ? 17 tháng 4. Đây, 17 tháng 4. Đó, ok, tí nữa mình làm luôn đi, mình khỏi chờ mất công tới buổi tối, phiền lắm. Thì mọi người phải comment cho mình một cái chủ đề nào đấy mà các bạn muốn mình làm tốt, tất nhiên là chỉ có fan cứng nhìn thấy thôi, thì anh em vô chơi cho vui comment rồi mình auto mình pick ra ba người may mắn nhất thì mỗi người có thể cào 100k. Không bao nhiêu nhưng mà vui đúng không? Vui là chính. Vui là chính, coi như là mình cái coi như là một cái lời cảm ơn mình dành tặng cho các bạn, tại vì có các bạn thì fanpage của mình mới được như ngày hôm nay, cho nên là mình rất cảm ơn các bạn cái chuyện là các bạn ủng hộ mình bằng cái cách là chúng ta tương tác thường xuyên. Thì Facebook thì nó sẽ cho các bạn lên là fan cứng, thì cái này Facebook nó tự động nó phân phối thôi, chứ mình cũng chẳng biết đâu, mình đâu có quyền gì gọi là chỉnh cái fan cứng hay là cái gì cho anh em đâu ha. Ê, thực tế bạn Bạch Nhạc Thanh Phong giờ này ít sợ ít người coi. Không sao, tại chủ yếu của mình không phải là người coi, tại vì mình làm xong rồi nó cũng lưu lại thành video mà, đâu vấn đề gì đâu. Rồi, ok, với cái hình này thì cái bước chỉnh sửa của mình như sau nè. Mình đầu tiên nha, chúng ta sẽ vào cái vấn đề chỉnh hình trước, trước khi mình giới thiệu cái dịch vụ, tại vì dịch vụ chắc cũng chẳng mấy anh em quan tâm, chủ yếu là mình hướng cái dịch vụ đấy tới những cái studio ảnh cưới là chính. Cho nên anh em nào đang là làm dịch vụ ảnh cưới thì chúng ta comment một cái, thả một cái dấu chấm. Thì mình sẽ có dịch vụ dành cho anh em. Rồi, ok, với cái hình này thì mình sẽ làm một vài cái bước như sau, đơn giản thôi là mình sẽ xóa rác đầu tiên đã, xóa rác làm cái gì thì làm, xóa rác trước đã. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ chỉnh lại ánh sáng một chút xíu cho nó đồng đều để mình thấy hết chi tiết, sau đó mình xóa rác. Sau đó mình mới làm cái hiệu ứng giống như kiểu là tăng giảm sáng rồi HDR các thứ rồi trong đấy. Rồi, ok, với hình này tại vì hình này là hình JPEG cho nên là mình sẽ sử dụng Camera Raw ở trong Photoshop luôn. Nó đơn giản, chẳng vấn đề gì cả. À đúng rồi, nếu như anh em nào có bất kỳ câu hỏi nào thì comment nhé, thì mình vẫn đang xem câu trả lời câu hỏi của anh em ở trên điện thoại ấy, cho nên là
mình sẽ vừa làm, mình vừa coi anh em hỏi cái gì không thì mình trả lời, thắc mắc cái gì chẳng hạn vậy. Em thấy người ta dùng Pro Tools tạo path được. Ui, Pro làm sao tạo path ta? Đây để mình coi thử coi. Ê, bạn tự nhiên bạn hỏi vậy mình cảm thấy cũng tò mò, mình sẽ thử coi là Hacknix. À không 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 không. Mình sẽ tạo cái mới bôi đen một phát. Sau đó mình sẽ thử coi có create path được hay không. Không được anh em ơi. Không được đâu, làm sao mà tạo path bằng cái này được. Không 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 tạo path bằng brush được đâu, chắc có vấn đề gì đó, hoặc là một cái tool gì đó khác chứ không phải là tool brush đâu. Có lẽ là một cái tool gì đó khác. Ok, có người vừa mua cái bộ khổ, chắc bộ bộ preset của mình. Thế anh em nào có cần mua preset thì chúng ta cứ inbox cho fanpage nhé, thì sẽ có người hỗ trợ. Rồi ok, thì với hình này mình vừa mở bằng Camera Raw và đó rồi, không 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 tạo path được đâu, không tạo path được đâu. Quang Minh ơi, không tạo path được đâu. Rồi, hình này thì mình sẽ đơn giản, các bạn theo dõi ở trên cái histogram của mình này. Thì các bạn thể thấy là ở đây cái khu vực tối nó đang chiếm quá là nhiều. Anh em nào chưa biết histogram là gì không? Mình giải thích đơn giản nhá. Histogram là cái để các bạn có thể theo dõi và chúng ta quản lý được cái vấn đề là chi tiết trên hình nó đang ở cái khu vực nào, tối hay là sáng hay là trung bình hay là như nào đó. Tất nhiên là ở cái cấp độ nâng cao thì người ta còn chia zone, người ta từ zone 0 tới zone số 6 chẳng hạn. Thế thì chúng ta không cần phải phức tạp quá vậy, đơn giản như thế này. Rồi, ở phần phía bên trái của chúng ta là phần shadow, là phần tối ha, phần tối. Nửa bên phải của chúng ta là phần highlight, là phần sáng, đơn giản vậy thôi. Thì chi tiết của chúng ta là cái màu đen đen, cái đâu rồi, cái đó, cái những cái mà nó xếp chồng lên nhau tạo thành cái vệt như này này, nó là cái chi tiết ha, đó là cái chi tiết, đó là cái ánh sáng, đó là cái chi tiết. Thì nó dồn về hướng nào thì các bạn sẽ biết được là ở chi tiết nó đang nằm ở đâu nhiều ha. Ví dụ như ở đây chi tiết nó đang ở vùng tối quá là nhiều thì chúng ta cần cái chúng ta kéo sáng lên. Thì ví dụ khi mà mình sáng này, rồi các bạn sẽ thấy là bây giờ ánh sáng của chúng ta đã tương đối đồng đều rồi. Tuy nhiên là ở phía bên tay phải của mình á, là cái chi tiết này tự nhiên nó dồn hết qua, xong cái nó chạm vạch vô này đó, thì đây nó sẽ sáng lên. Thì anh em nhiều anh em sẽ nói là nó hiện những cái vệt đỏ như vậy này đó, nó vệt đỏ như vậy đó là bởi vì chúng ta đã bị cháy sáng, và cái click vào đây thì nó sẽ báo cho chúng ta. Anh em nào lâu lâu mình thấy có nhiều người trên mấy cái group á báo lỗi, bảo bên em màn hình camera raw của em bị lỗi, nó cứ đỏ đỏ rồi đen đen các thứ đổ lên xanh xanh nhé. Thì đây bật tắt thì đơn giản vậy thôi. Thì ở đây nó sẽ thông báo các bạn là ở khu vực mà nó đang bị cháy sáng, và đơn giản dễ hiểu nhất là khi các bạn in cái bức hình mà nó bị như vậy ra nè, thì những cái khu vực đỏ đó ra nó thành nguyên một cái cục màu trắng luôn, nó sẽ rất rất là xấu, cực kỳ xấu luôn. Cho nên là cố gắng kéo lại để sao nó không có bị chạm vạch ha, nó không bị cháy, nó vừa đủ thôi và để chúng ta có thể xử lý lại được nữa. Rồi contrast thì đây mình cảm thấy contrast khá là ổn, nên mình sẽ không có xử lý gì thêm. Highlight shadow mình sẽ làm đơn giản, cái flow của mình khi mà mình làm riêng cái này thì nó cực kỳ đơn giản luôn. Anh em nào coi thường xuyên thì sẽ biết là mình làm cực kỳ đơn giản, là khi mình tăng shadow giảm highlight kiểu thế, quay đi quay lại thôi, hình nào cũng làm vậy cả. Mình không biết là phong cách mỗi người mỗi khác hay không, nhưng mà ở với mình thì là vậy. Rồi hình này mình sẽ đẩy dehaze lên chút xíu để cho nó khử khử mù đi. Đó thì đơn giản là mình có một cái kết quả kiểu như này, đơn giản vậy thôi, đâu có gì đâu đúng không? Đây cho các bạn coi, đây là trước, đây là sau khi mình chỉnh bằng Camera Raw. Thì để mình thấy một cái vấn đề là chúng ta sẽ lấy hết những cái chi tiết ở tất cả mọi khu vực. Ví dụ như ở đây các bạn thể thấy ở trong cái nóc nhà này nó vẫn còn cái đường xéo 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 xéo. Rồi mình quay lại câu hỏi chút xíu, anh có cái skin finer cho Mac OS không ạ? Tìm mãi mà không có crack. Skin finer thì các bạn tìm Portrayer đây, Imagenomics Portrayer có. Rồi Studio chụp ảnh như thế này cũng tài ghê, lỗi nhiều quá, chụp đéo chút đỡ mất công sửa nhiều. Đúng rồi, cái này thực tế là trong cái quá trình chụp nếu ta xử lý được thì nó dễ. Ví dụ như là bác bảo vệ lùi 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 cho cháu vài bước, bác rồi cái túi với lại cái lon coca bác bỏ ra tí đừng quảng cáo, rồi ví dụ như là mấy anh ở phía sau kiểu thế. Hoặc là chúng ta làm đơn giản hơn tí nữa là mình chờ cho cô dâu đi ra ngoài á, nhưng mà phải giữ nguyên máy, phải có chân máy,
Thì xong cái chờ cô dâu chụp xong thì mình đuổi cô dâu ra thì tức khắc tất cả người khác cũng sẽ biến đi luôn. Rồi mình chụp thêm tấm hình nữa thì lúc đó sẽ không có hình, không có người nào, thì đó mình lồng vô. Thì đó là một cái câu chuyện khác rồi. Nhưng mà cái vấn đề cái này là chụp xong rồi không cãi được nữa ha. Chụp xong rồi photographer đưa gì phải chỉnh cái đấy, đơn giản vậy thôi. Cái thằng chỉnh hình thì không có quyền gì để mà lên tiếng, cho nên là rồi sau khi mình đã chỉnh xong để mình có tất cả cái chi tiết rồi ha, kéo sáng lên các thứ, đồ vân vuốt các thứ, ví dụ như cái hình này mà mình đem in ra nó rất là ok, tại vì cái chi tiết của ông ta tất cả mọi vùng nó lên rất là ok, cho nên là khi in ra các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ vẫn thấy cái vân ở trên cái vách tường, cái nóc nhà, rồi mọi thứ, những cái lá cây nhỏ 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 và xanh xanh trong này các bạn thấy vẫn nó vẫn có chi tiết, thì in ra nó sẽ đẹp, đơn giản thế thôi. Chứ còn in ra mà nó cục cục đen đen trắng trắng thì thôi nè. Rồi giờ camera xuống chút mới thấy được. Oh sorry 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 anh em, hồi nãy camera raw anh em không thấy hả? Oh fuck. Ok sorry anh em nhiều, mình không để ý cái vụ mà ai chán quá. Sorry anh em, sorry anh em. Để mình giải thích lại cái vụ histogram nhé. Rồi, như hình này anh em có thể thấy nè. Thì bên tay trái của ông ta nó sẽ là cái phần shadow ha, shadow này. Thì anh em đưa chuột vô ở dưới này nó sẽ hiện ra. Đó, bên này là black nè, shadow thì mình gọi chung cái này là shadow. Bên này là highlight ha. Highlight. Highlight. Đó thì cái này nè, đó. Các bạn tưởng tượng nha, nó giống như là mấy cục đá hay là mấy cái hạt cát của các bạn để ở trong một cái khuôn dẹp ha, thì các bạn rải lên thì nó sẽ dồn về một bên ha, thì những cái hạt cát chúng ta để nó chính là những cái hạt pixel, nó chính là những cái pixel khi chúng ta đưa vô nó dồn về hướng phương chỗ nào thì nó đang thể hiện là hình của chúng ta nó đang bị như vậy, nó đang như vậy không phải bị nghe nó hơi thì ví dụ như là bên bên khu vực này là bên tối này, nó sẽ là rải từ tối tới sáng dần, từ trái qua phải, từ tối tới sáng dần, thì pixel của mình nó nằm ở đâu nhiều thì hình của chúng ta nó đang ở tình trạng như vậy, ví dụ như là ở đây nó đang dồn ở phía bên tay trái thì hình của chúng ta nó đang là tối, đơn giản vậy thôi. Thì tại sao các bạn nhìn vô hình này các bạn sẽ có cảm giác như là hình của mình đâu có tối đâu đúng không, nhìn nó vẫn sáng mà, nhưng mà thực tế là ở trong hình này thì mình nhìn thì nó là như vậy thôi, mắt mình là một đằng nhưng mà thực tế cái hình này là một nẻo, cho nên các bạn phải nhìn vô histogram nó mới đúng, tại vì in ra rồi thì chẳng thằng nào cãi được cả, in ra là xong, là chỉ có cắt đi in lại thôi, cho nên là chúng ta chỉ phải nhìn vô cái thông số này chúng ta sẽ biết được là cái hình của chúng ta nó đang thiên về tối nhiều, nhưng mà nó đối với mình thì nó không có bị cháy, nó không bị cháy đen, nó không bị cháy sáng, và nó nằm ở trong ngưỡng mà mình cảm thấy cái chủ đề của mình nằm ở khu vực sáng đủ nổi bật để mà nó, những cái khu vực tối như vậy nó đủ để làm tôn cái người mẫu của mình lên, thì lúc đó mình nói ok cái hình này được ha, thì mình chấp nhận histogram này, cho nên là mình sẽ chỉnh làm sao để cho nó chi tiết, nó không có bị cháy tối, nó không có bị cháy sáng. Ví dụ như là như thế này là cháy tối này, đó như thế này thì các bạn có thể thấy là ở khu vực phần nóc của chúng ta nó sẽ đen ha, phần khu vực này nó sẽ đen thui luôn, in ra nó sẽ là cái cục màu đen, nó sẽ rất là cùi, nó sẽ rất rất là xấu. Mình nhắc lại lần thứ hai, khi các bạn để nó đen hoặc nó trắng như vậy nó cực kỳ, nó rất rất là xấu luôn. Ví dụ như là này này đã, đặc biệt là cái khu vực vùng trời này, khi các bạn in ra thì các bạn sẽ thấy là nó thành một cái vệt như cục màu xám, và nhiều lúc chúng ta sử dụng những cái máy in mà nó không được chất lượng cao á thì các bạn sẽ thấy nó có sự tách biệt luôn, tức là từ trắng sang sáng mà nó có nguyên một cái viền luôn, chứ nó không có cái độ chuyển, nó không có mượt. Đại khái là ông nào mà in ảnh cưới mà không để ý cái chuyện đấy, mà mình giao ảnh cưới cho khách mà khách hàng thấy nó có nguyên cái viền từ trắng sang xám kiểu vậy, không đập cho không trượt phát lào thì rất là khổ. Cho nên là đó thì chúng ta những cái vấn đề đó chúng ta cần phải để ý. Cho nên ha. Ok mình quay trở lại cái che rồi anh. Hơi mình thấy rồi mà, đúng không? Anh em thấy chưa? Anh em thấy histogram chưa? Như mình thì coi thì mình thấy histogram rồi đó. Ok mình cho lại cái hình của mình và lại cái khu vực nó không che cái gì hết coi. Ok, ở đây thì mình che histogram được. Ok, anh em nào có câu hỏi không? Anh em nào có câu hỏi không thì cứ hỏi nha. Sorry anh em, giờ mình kéo xuống mình mới thấy là anh em đang nói là che mất histogram rồi.
Sorry anh em, tự nhiên mất mấy phút vậy anh em. Ok rồi, được rồi. Ok thì hình này thì mình đã xử lý ánh sáng đơn giản là xong rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ làm thêm vấn đề nữa là mình sẽ xóa rác. Ok, chúng ta sẽ xác định coi là rác của chúng ta sẽ bao gồm những cái gì. Xác định trước sau đó mới làm ha. Xác định trước sau đó mới làm. Thì để chúng ta không có bỏ sót cái nào cả. Rồi, từ trái sang phải. Brush màu đỏ cho dễ nhìn. Ai? Bác bảo vệ. Bác bảo vệ với chai Coca, quảng cáo cho Coca. Rồi cái thanh này, đấy, cái dép của cô dâu này chắc cũng bỏ luôn đi chứ không có để. Rồi cái thanh gỗ nè, thanh gỗ bỏ nè. Rồi cái đèn ở đây nè. Rồi tiếp cái này chắc cái chân đèn đúng không? Mình nghĩ là cái chân đèn. À, mình nghĩ là cái chân đèn. Đây, gỗ mình nè. cái này chắc là chân đèn. Ừ, chân đèn. Mấy cái studio chụp xịn á thì hầu như ai cũng có những cái chân, có những cái đèn đi chụp ở ngoài trời hết á. Thì sắp tới mình đang định dự định là liên hệ với lại anh Danny Nguyễn. Hôm bữa mình có làm cái video mà một vòng VN show á. Một vòng VN show á thì cái buổi training của anh Danny Nguyễn thì mình có gặp anh. Cho nên là mình có đề xuất anh làm một vài cái video cho nó vui. Thì chắc là hai video, một trong số đấy sẽ là hướng dẫn anh em là sao chụp ngoại cảnh nhưng mà chúng ta đem theo cái chân máy làm sao cho nó ok chút xíu. Thì cái video chắc mình không làm chung với anh đâu, tại vì nó chẳng liên quan gì tới mình cả, nhưng mà mình sẽ đề xuất anh làm cái đó tại vì muốn chia sẻ với các bạn. Mua cái đèn flash bây giờ đã bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà dùng được cái đèn flash rất là ngoài trời thì nó sẽ cực kỳ tuyệt vời luôn. Rồi, mấy anh em thiện lành này thì mình sẽ xóa luôn. Mấy chị em thiện lành này cũng vậy luôn. Và trong góc khuất này chắc có hai anh chị đang làm gì đấy mình không biết, nhưng mà mình cũng sẽ xóa luôn. Đó thì là một vài cái ở khu vực này thì nó cũng khuất khuất thôi, nó có tí màu đỏ nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cho nó là cái cột gì đấy thì mình sẽ không có xóa nó, không cần xử lý nó. Thì đây cũng có tương đối nhiều thứ để mình có thể xóa, cho nên là ok thì mình sẽ nhân đôi cái layer background lên bằng phím Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K, cho nên là bây giờ thì mình sẽ có một cái layer mới ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái layer chống, Ctrl Shift N thấp á. Rồi thì mình sẽ có layer này. Mình sẽ sử dụng clone stamp tool và mình sẽ chọn là current and below để mà mình xóa ha, xóa chi tiết. Và mình sẽ sử dụng cái layer số 2 này để mà mình lấy chi tiết, mình sẽ lưu giữ những cái chi tiết mà mình chồng lên. Ok, tới đây thì đó thì mình sẽ đơn giản là chúng ta xóa dần tất cả các chi tiết mà chúng ta muốn bỏ đi thôi. Cái bước này sẽ là bước khá là tốn thời gian, cho nên là anh em nào vui vẻ thì ở lại cùng mình, còn không thì mình chỉ cho cách đơn giản lắm. Tại vì bác này bác đang ở cạnh thì cho mình thôi, bạn crop mẹ đi cho nhanh sao. Không, từ từ crop vậy nó không ổn lắm, crop phải có tỷ lệ chứ đúng không, crop phải có tí tỷ lệ, crop cũng phải có tâm. Đây mình không có muốn đây. Rồi ok. Đây, ha, làm vậy cho nó nhanh chứ hơi đau mà. Cảm ơn bác vì đứng cạnh cái bìa ảnh để cháu xóa cho nó lẹ chứ. Rồi anh em ơi. Cái này hơi phê tí, nhưng mà mình nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cái này thật, biết sao, mỗi lần mà mình chỉnh ảnh á, mình thấy cái gì khó mình cứ phải tự dặn lòng mình cái này rồi mình sẽ chỉnh được thôi, riết cuối cùng mình cũng chỉnh được thật. Tại vì cái quỷ này nó giống như các bạn đi câu cá vậy á. Kiên nhẫn tí tự khắc nó thành hình thôi, chứ mình cũng chẳng định hình trước là sau khi mình xóa xong thì nhìn nó có thật hay không đâu. Rồi anh em có câu hỏi gì thì chúng ta cứ hỏi nhá, thì mình sẽ trả lời cho. Hoặc là anh em nào có nhu cầu chúng ta mua preset hay là cái gì đó thì anh em cứ inbox, tại vì mình có người hỗ trợ mình cái phần inbox đó luôn rồi, chứ mình không có inbox. Cần gì hỗ trợ thì mình sẽ hỗ trợ anh em. Còn lại thì ok, thì ở đây cái phần cạnh này có lẽ là mình sẽ sử dụng cái này để mà mình nhầm rồi. 100. Lật lại tí chứ hả? Mình sẽ muốn lấy cái cạnh này. Đó, để làm cái cạnh
để làm cái cạnh của cái tường này. À, các bạn thấy hay không? Photoshop á, hay không? Thật luôn chứ anh em, bỏ mấy cái này mà đi đi cua gái bằng Photoshop cũng được, đâu cần cần méo gì phải học guitar đúng không? Cứ em ơi đi chụp hình không? Gạ chụp. Rồi ok, thì sẽ xong hình xong cái khu vực của bác bảo vệ và cái túi của ông ta rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xử lý cái phần thanh gỗ. Cái này chắc để cho cô dâu ra, cho nên là bắt buộc thì mình sẽ phải xử lý thôi, chứ không có cái này thì nó cũng qua cầu rút ván thì nó cũng không ổn lắm. Tại vì cô dâu mà tâm lý bất thường thì nhiều khi người ta cũng không tập trung gì cho mình chụp được. Ồ má, đây có dính mấy cái cây cỏ này cũng phê phết anh em ạ. Ha, thật chứ nhiều lúc mà chỉnh hình mà các bạn gặp những cái hình kiểu như này thật nản, mà chỉ có muốn xóa bà hình đi cho nhanh, như chỉnh meo gì dăm ba hình mà phải biết sao không? Tại mấy cái lúc chỉnh hình như vậy á, thường là mình chửi đổng mấy ông chỉnh hình, mấy ông chụp hình lắm, bảo đơn giản thôi, tại mấy cái này xử lý được ngay lúc chụp, tại sao không làm luôn cho rồi, mẹ bắt về bố mày chỉnh. Mấy ông chỉnh hình thì chỉ được cái gọi là bắt nạt mấy ông edit hình thôi, nhưng mà nghề nào đây anh em, nghề thôi, phải yêu nghề. Ừ, mỗi lần chỉnh hình là phải nhắc vậy đó, phải yêu nghề. Rất khổ, nhưng mà biết sao được, không làm cái này thì đói. Anh biết là mình nghỉ ở công ty rồi mà đúng không? Ừ đó, cho nên là giờ cũng đâu có cách gì đâu, bắt buộc phải làm thôi, không làm thì vã hết tiền. À, nhìn ông tương đối thật rồi ha, Đó, mình sẽ lấy cái stamp tool ở khu vực khác. Đây anh em có thể thấy là lý do tại sao là mình sử dụng một cái layer mới là bởi vì mình sẽ có một cái layer ở khu vực khác này. Đó, có thể thấy hay không? Thì lúc đó mình sẽ có thể xóa đi hoặc là chỉnh gì đó, nó rất là đơn giản, mình không cần phải chỉnh lại quá nhiều. Ok, anh em có cái câu hỏi gì thì anh em cứ hỏi mình nhé. Tại vì anh em mình đặc biệt là cái khâu mà mẹ xóa rác kiểu này thì thôi tốn nhiều thời gian, mà không lẽ mình ngồi mình câm như thế thì nó cũng không ổn. Anh em có thể coi mấy cái clip mà mình làm cái gì rồi, cái hướng dẫn xóa rác nâng cao á, xóa chi tiết nâng cao á, trên YouTube của mình. Thì mình có lẽ là cái video đó là cái video mà gọi là gì, nhiều bị nhiều gạch đá nhất ở trên YouTube của mình. Lý do là bởi vì clip đó mình nói nhiều quá, nhưng mà đơn giản như vậy nè, đã nâng cao á thì phải kỹ, mà nếu như mà không nói kỹ cho anh em á thì ấy không show kỹ cho anh em xem á, thì anh em lại bảo là ừ tại sao thằng này thế nọ thế chai thì nó không ổn. Cái phần mà màu gỗ này thì mình nghĩ là tí nữa mình sẽ sử dụng cái hue saturation để mà mình khử cái màu vàng này đi thì nó sẽ nhanh hơn là mình sử dụng clone stamp. Ok, có lẽ là vậy đi. Rồi thì đơn giản thì mình sẽ xử lý phần này. Mình muốn làm như sau nè, thì mình sẽ xóa hết tất cả khu vực này, tại vì tí nữa thì mình sẽ sử dụng liquify, cho nên là khi mình để những cái chi tiết này á, có khi tí nữa mình liquify thì nó sẽ bị lộ khi mà nó bị méo. À, cái hình này porcelain mà biết không, edit mình tự nhận mình là edit chuyên nghiệp, mà tới hồi mình porcelain mà có thằng khác nó vô sủa giống kiểu em ơi before đẹp hơn. Anh em porcelain mà gặp cái câu before đẹp hơn em ơi, anh em nghĩ sao? Không lẽ lại đấm cho không trượt phát nào, khổ lắm. Anh nghề giống kiểu làm dâu trăm họ vậy á. Mình không phải ca sĩ, nhưng mà cái hình mà mình post lên á thì cũng nhiều người coi. Mà nghệ thuật thì mỗi người 10 ý, một người 10 ý, cho nên là tới hồi cứ người này ý kiến như này, người khác ý kiến như kia. Đó, kiểu thế. Nên là thôi, phê lắm. Nên anh em nào mà cho dành cho những em đang là lớp 12 và chúng ta định hướng là chúng ta sẽ học đồ họa thì thôi, càng ông đùa đấy, chứ thực tế là chúng ta có đam mê thì chúng ta cứ theo, tại vì thôi mình không có muốn bắn qua chuyện học đại học mệt lắm. Nên là có câu hỏi thì chúng ta cứ đặt câu hỏi nhé, thì tại vì mình đang rất là rảnh,
rảnh mồm á, hiểu không? Rảnh mồm á, tại vì tay thì đang làm rồi, các bạn thấy là tay mình thì đang làm rồi, nhưng mà mồm thì rảnh lắm. Bình thường thì cứ kiếm cái gì ăn á, xong cái vừa làm vừa nhai thì nó đỡ buồn, tay làm hàm nhai mà thì đỡ buồn, chứ người thì nhìn mấy thằng này muốn group hình thật đấy chứ, không lẽ lại group. Thôi thôi, phải yêu nghề, phải yêu nghề. Giờ sao ta? Đứng che hết chỗ người ta. Anh em nào có câu hỏi cứ đặt câu hỏi, mình đang cực kỳ rảnh. Ghép mặt thì nên ghép như nào cho thật anh nhỉ? Cái kỹ thuật ghép mặt á đơn giản lắm, là các bạn lấy một cái, cố gắng thì mình không biết là các bạn đang ở cái trường hợp như thế nào nha, nhưng mà nếu như mà chúng ta cần ghép mặt cho vui chẳng hạn vậy, các bạn ghép mặt của mình qua Obama hay là kiểu như thế, thì mình sẽ cần phải lấy vùng chọn. Thì cái vùng chọn á, thì ở cái khu vực mặt của các bạn thì các bạn sẽ chọn cái vùng chọn sao cho nó thừa ra chút xíu ha, và cắt qua bên kia để có chỗ, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng gọi là blending. Đây này, đâu rồi? Blend. Ủa, ở đâu ta? Mình nhớ là có mà. Mẹ, mình sẽ phải tìm cho ra được cái đấy. Hay là nó giấu đi rồi. Ngay CC018 giấu đi rồi. Pop Warp. Hay là bỏ mất chức năng đó rồi ta? Ủa, chức năng đấy phải có chứ. Đây auto blend ha, trong edit auto blend thì các bạn sẽ thấy cái chức năng để chúng ta có thể lồng hai layer lại với nhau, và Photoshop sẽ xử lý cho chúng ta. Bác hướng dẫn cắt nền bằng eraser background thì anh em bạn nhắc cái đấy mới nhớ cái hồi xưa mà mình chỉnh hình vu vơ, chỉnh hình cho vui á. Cái hồi chắc lớp 9, lớp 8 gì đấy thì mình có cũng học Photoshop kiểu là cắt nền, nhưng mà mình cũng dùng cái eraser đó, nhưng mà thực tế nếu như hiện tại thì cái công cụ đó hơi vô dụng vãi đái ra, tại vì chúng ta có những cái công cụ khác nó nhanh hơn, cho nên là anh em có thể học thử cái công cụ gọi là Select Subject và Select Mask thì nó sẽ ok hơn so với việc là chúng ta sử dụng cái tool nhỏ nhỏ đó, thì nó không có ok lắm. Oh fuck. Rồi để mình coi cái này làm sao cho nó hợp lý tí xíu, chứ nhìn nó bị ok. Đâu rồi. Bạn nào Nguyễn Trung fan cứng có hỏi kiểu bị lỗi phông màu anh ạ, ảnh gốc và ảnh ghép nó không tương thích về màu, em có sử dụng raw blend layer. Thành phố hỏi bao nhiêu tuổi, cái quán đời, gia đình như thế nào. Mình không dạy trực tiếp nha Sơn Giai, mình không dạy trực tiếp. Mình hiện tại là sinh năm 94, mình sinh năm 94, không có dấu, không có sai là gì đâu nha, sinh năm 94. Sửa này em biết mình sắp sửa lười rồi không? Mình thấy một cái cây ở bên cạnh của mình đang có ý tưởng là mình sẽ nhân đôi cây đấy lên để mình xóa luôn cho nó lẹ. Hôm bữa mình thấy một ông nào cũng sửa cái tấm hình này rất là chi tiết, và hiện tại là mình bắt đầu nể ông đấy rồi đó. Mất thời gian vãi cả nồi ra. Đâu rồi? Đây, mình thấy cái cây này. Và mình có một cái ý tưởng clone nhân đôi cây để ra cho nó nhanh, chứ má ơi ngồi sửa thì tới bao giờ. Đây tổ bà, mình sẽ nhắm thử coi là cái cột này nó có vừa với bên này không. Cái cột này mình cảm thấy khá là ổn rồi, đơn giản vậy đi chứ. Từ từ ở dưới này
không ổn. Có cái chân cây đâu rồi? Đây. Đừng lười như Phúc nha anh em, đừng lười như Phúc, phải yêu nghề. Mình nghĩ là mình nát, làm nát tấm hình rồi. Thôi kệ cha mấy thằng này đi, khổ quá. Livestream với anh em thì mình đâu có quyền đâu mà mình chiếm dụng thời gian của anh em đúng không? Thôi cho mấy ông này đứng đây nhìn đi. Vậy đi. Chán rồi. Rồi ok, chán rồi. À, anh xóa vật thể sao hiện dấu cộng chỉ em với, em xóa còn đâu? À, xóa hiện dấu cộng á hả? Đây à, các bạn đè phím Alternate, đè phím Alternate là phím Alt trên Windows hoặc là phím Option ở trên Mac thì nó sẽ ra dấu cộng. Sơn dài. À, mình không dạy trực tiếp nha Sơn dài, mình không dạy trực tiếp. Thôi, Phúc hết yêu nghề rồi. Ok, rồi giờ mình sẽ tạo cái layer mới, gom tất cả cái layer ở dưới lại bằng phím Ctrl Alternate Shift E. Ctrl Alternate Shift E và mình sẽ liquify cái khu vực này lại, tại vì nó có cái G gỗ thì cái váy nó dốc lên nhìn nó khá là kỳ, cho nên là nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ cố gắng xử lý cái vấn đề là mình sẽ phải xử lý cái vấn đề là khu vực màu này thì mình sẽ phải làm cho nó sáng lên em ơi, bớt màu đi em ơi. Ok. Không lười ở đây được anh em ơi, bắt buộc rồi. Ok, kệ nó, hay lỡ rồi, yêu nghề tí. Thề luôn. À, anh em nào có chỉnh hình mới biết là cái vấn đề mà chúng ta không có xử lý ngay cái lúc chụp á, thì tới hồi chúng ta về chỉnh rất mất thời gian luôn. Tổ bà cái ông chụp. Nhưng mà thôi kệ, cũng là cái duyên đúng không? Duyên để chúng ta ngồi, chúng ta chỉnh hình, chúng ta trò chuyện với nhau cái kiểu này chứ. Và mấy hình bình thường mình chỉnh nhanh lắm thì đâu có cơ hội nào mà. Rồi, liquify mình sẽ sử dụng một phiếu mình vừa bật liquify bằng cái tổ hợp phím là Ctrl Shift X thì nó khá là nhanh. Rồi, ok thì chúng ta mình sẽ sử dụng liquify để mà mình chỉnh cái khu vực áo này lại. Đó, bây giờ các bạn hiểu lý do tại sao mình xóa cái chi tiết ở khu vực gần cái váy không? Để mà mình làm cho nó không có bị lộ. Kiểu là cắt đèn. À, đừng. Rồi, ok. Rồi đó, thì váy chúng ta nhìn nó sẽ giống thật hơn một chút xíu. À, giống thật hơn tí xíu. Rồi, một khóa cơ bản nhất về Photoshop mất bao nhiêu thời gian về anh? Vừa người chưa biết gì Photoshop, như người chưa biết gì Photoshop đối với cái lộ trình cơ bản của mình là ít nhất phải tầm 2 tuần. Ha, 2 tuần vừa học vừa nghỉ để mà mình có cái gọi là có cái thời gian mình ngắm dần ha. Có thời gian ngắm dần thì nó sẽ ok hơn. Đúng rồi, tâm niệm của 500 anh em, đặc biệt là anh em photo editor là cái gì xử lý được lúc chụp thì xử lý ngay lúc chụp. Tổ bà với ông chụp mẹ đem hình về bắt photo editor chỉnh. Rồi ok, được rồi. À, với hình này chúng ta mình đã xử lý xong cái vấn đề là rác thì cũng chưa xong, nhưng mà thôi kệ anh em bỏ qua cho mình cái vấn đề này cái sửa chỉnh cái này muốn xóa thì mất thời gian lắm, cho nên là thôi bỏ qua nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ xử lý về phần màu sắc. Màu sắc thì hôm bữa mình có chia sẻ anh em một cái cách để mà mình tăng màu khá là hay, đó là mình sử dụng cái selective color đây. Sử dụng selective color đây ở dưới này. Rồi, ở tấm hình này thì mình sẽ ôi chết chả rồi, bị lộ rồi. Expand. Rồi, ok, rồi. Selective color. Mình sẽ sử dụng selective color để mà mình tăng cái màu sao cho nó ok ha. Tăng màu đơn giản như sau nè. Các bạn biết là selective color là cái cách để chúng ta chỉnh màu ở trong màu, màu ở trong màu. Tại vì hệ màu RGB của mình á thì mỗi màu nó là tổng hợp của ba màu RGB đúng không? Thì mỗi cái như vậy á, thì mình có thể chỉnh yếu tố RGB ở trong từng màu. Ví dụ như là màu vàng thì nó sẽ là tổng hợp của màu xanh dương và màu xanh lá cây thì phải. Mình không nhớ lắm. Với lại một chút ít màu đỏ và màu cam chẳng hạn thế. Thì ở trong cái màu vàng nó sẽ có tổng hợp rất nhiều màu khác.
Cho nên là để cho màu vàng chính xác là màu vàng, màu đỏ nó đẩy mạnh về hướng màu đỏ, và tương tự cái màu khác thì đơn giản là mình chọn từng kênh màu và mình tăng chính xác cái kênh màu đó lên. Ví dụ là red đi, red, à, mình sẽ vào kênh red, mình sẽ tăng màu đỏ, mình sẽ tăng cái gọi là cái màu lên sao cho nó tự nhiên nhất có thể và đơn giản nhất có thể. Thì mình sẽ vào kênh red này, bởi vì cyan bị ngược với lại red thì đây mình sẽ giảm cái cyan đi, thì lúc đó mình sẽ tăng red lên, tăng red ở trong red, tăng đỏ trong đỏ. À, các bạn để ý những cái cột này, những cái cột này, đó, đây là trước khi chúng ta làm, đây là sau khi chúng ta làm, và các bạn thể thấy là cái màu đỏ của chúng ta bây giờ nó trở nên rất là tươi, ha, rất là tươi, rất là tự nhiên và nó không bị trầm nữa. Đó, tương tự với các màu khác cũng làm như vậy luôn. À, yellow, yellow thì mình có thanh yellow đây luôn rồi, thì mình sẽ tăng yellow lên, thì các bạn thể thấy là khu vực ở khu vực lá cây này, lá cây nó cũng có chút màu vàng, cho nên là đó khi mình tăng lên các bạn thể thấy là đó cái phần màu vàng, màu lá cây lên nó rất là đẹp ha, rất là đẹp. Green cũng vậy luôn, green thì nó ngược với magenta, magenta thì mình sẽ giảm magenta đi là mình tăng green. Rồi tiếp tục cyan thì nó có thanh cyan đây, mình tăng cyan, nhưng thực tế trong hình này chẳng có cyan mấy, cho nên là blue và magenta thì nó cũng không có luôn, cho nên là mình sẽ bỏ qua. White, phần màu trắng thì mình sẽ tăng màu đen ở trong màu trắng lên để làm gì, để chúng ta có chi tiết. Đây, đặc biệt khu vực màu, khu vực váy này thì đây là giảm màu black ở trong màu white, tức là giảm black có nghĩa là tăng white đúng không, thì mình tăng màu trắng ở trong màu trắng thì cuối cùng là gì, nó giống như cái histogram hồi nãy đó, thì mình làm cho cái bức hình của ta nó bị cháy, à, và cháy lên thì nó xấu, cho nên là mình sẽ tăng màu đen ở trong màu trắng lên để mà chúng ta giảm cái màu trắng đi. Nghe nó hơi là mới biết phải nói sao cho các bạn hiểu, nhưng mà đại khái là mình hiểu như vậy nên mình trình bày như vậy ha. Ok, thì có thể thấy là đây là cái của chúng ta này, để ý váy người mẫu nha, để ý người mẫu nha, thì màu trắng này của váy nha, các bạn thể để ý ở trên cái phần váy này, những cái chi tiết ở trên váy này, đây là trước, đây là trước và đây là sau, đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau, đó, có thể thấy khá là đẹp đúng không? Thì đây mình cảm thấy như là cái phần da của cô dâu trước khi chúng ta chỉnh nó sẽ đẹp hơn, cho nên là mình sẽ sử dụng cái brush màu trắng ha, brush màu đen nhé, brush màu đen rồi bôi vào cái layer mask của đó, layer mask của selective color, và mình sẽ bôi vào da người mẫu để mình lấy lại cái da người mẫu lúc đầu. Tại da người mẫu rất là đẹp hơn, cái gì đẹp thì mình giữ đúng không, gì đẹp thì mình giữ. Rồi anh em có học cái anh em có câu hỏi nào không? Bác lấy stop cây che luôn chỗ đó cho nhanh. Ừ, mẹ chắc tìm cái nào lấp đá đi cho nó lệ chứ. Rồi vào chỗ ấy, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, nay con xài. Ừ, mình em xài rồi. Ờ, nó hơi hắc não tí nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ tìm cái cách nào đấy mình thể hiện cho các bạn dễ hiểu hơn. À, tại vì cái đó nó khá là hay và nó cũng là một trong những cái nguyên tắc để chúng ta phối màu ở trong Photoshop ha. Tại vì làm việc với Photoshop là làm việc với RGB, cho nên là hiểu cái đó thì chúng ta sẽ xử lý được không chỉ là cái đó và chỉ và có thể là tone curve chẳng hạn vậy. Rồi hue saturation cũng cần, rồi những cái khác, gradient map chẳng hạn thế. Bất kỳ cái gì phối màu là chúng ta phải cần có cái đó hết, cho nên là ok. Thì đây là trước khi chúng ta sau chúng ta chỉnh cái màu này. Các bạn có thể thấy đây chỉ là một cái layer rất cơ bản thôi, nhưng mà cái hình của chúng ta nó ngon lành hơn rất là nhiều. Đấy, mình sẽ show lên cho anh em. Đó, thấy sao? Anh em thấy sao? À, rất là ok đúng không? Rất ok. Rồi, đây là trước này, đây là sau, đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Thấy không? Màu sắc nó lên rất là tuyệt vời. Ok, chào màn đêm vô tận. Em tên thật là gì vậy bạn? Tên thật là gì vậy? Tốt làm chén web cho studio. Chén web là gì ta? Nghiêm cấm quảng cáo các channel khác trong... Rồi nói vậy chứ anh em, anh em có thể biết chị Thùy Uyên từ kênh Thùy Uyên.info, Thùy Uyên bây giờ chắc là Uyên.vn đúng không? Uyên.vn gì đó. Thì chị Uyên có post video vào 8:45 thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, thì anh em có thể lên trang, lên cái channel của chị Uyên. Thì chị Uyên vừa quảng cáo là ở trên kênh của chị Uyên có cái video quy tắc phối màu, anh em có thể lên coi. Thì đó, thì đó. Rồi ok, hết 1 phút quảng cáo nha. Rồi ok, tiếp theo nữa cái phần là chỉnh màu đây thì mình muốn ấn tượng một chút xíu. Thì các bạn sẽ thấy là cái màu mà chúng ta thường gặp nhất trong tự nhiên đó là màu vàng, và để cho hình chúng ta ấn tượng hơn và nó có thể ghi nhớ nhiều hơn đó, thì anh em có thể thấy được
rất nhiều cái ảnh phong cách HDR là chúng ta khử đi cái màu vàng, ví dụ như là cái tường gạch màu vàng nè, cục đá màu vàng nè, thì chúng ta sẽ khử màu vàng đi để nó sang hơi màu xám chút xíu, nhìn nó sẽ gọi là gì, nó có điểm nhấn hơn và nó lạ hơn, có một chút gì đấy nó hơi bất tự nhiên, thì tự nhiên mình lại có ấn tượng hơn, đúng không? Rồi ok, thì đây mình sẽ cái nguyên một đống gạch đá xung quanh này mình sẽ chuyển nó về màu xám bằng cách đơn giản như sau. Mình sẽ sử dụng hue saturation. Hue saturation, chọn kinh màu vàng. Ở đây có tới 112 anh em đang coi, đồng vãi đai. Ok, được rồi. Kinh màu vàng rồi mình sẽ mở rộng chút xíu ra. Ở khu vực saturation mình sẽ giảm bớt. Lightness thì mình sẽ giảm lightness đi để mà cái những cục đá của mình nó tối màu đi và nhìn nó sẽ nó sẽ hoành tráng hơn. Ok rồi, mình sẽ giảm nhiều chút xíu để tí nữa thích thì mình giảm opacity. Thì ok, chị anh em chỉ tập trung vào phần cục đá thôi nhé, chỉ nhìn vào phần cục đá thôi, chỉ có những hình khác thì chúng ta không để ý, không cần để ý. Rồi, chúng ta sẽ click vào trong cái layer mask, mình cái control E cái và sử dụng cái brush màu trắng ha, brush màu trắng. Mình sẽ bôi vào phần cục đá. Đây là một trong những cái tip đơn giản để anh em làm cho bức hình của chúng ta nó ấn tượng hơn ha. Khá là đơn giản thôi nhưng mà trong hình thì mình hiểu cái nguyên tắc là nhiều anh em thích là chúng ta thích nó tự nhiên chút xíu, nhưng tự nhiên quá thì nó lại cái gì bình thường quá thì không có gì để nói, đúng không? Cho nên chúng ta hơi có một cái gì đó để người ta nói về cái bức hình của mình, với lại để nó lạ hơn đi thì nó sẽ ấn tượng hơn ha. Cho nên là đây mình mới bỏ cái phần màu vàng của mấy cục đá đi là bởi vì vậy đó. Rồi, đây là chúng ta kết thúc cái vấn đề chúng ta làm cái hình cục đá của chúng ta nó ok. Thấy không? Rồi, ok. Tiếp, anh có dạy làm web cho studio không? Mình không có nhận làm web studio nhé. À, không, mình có dịch vụ làm web. Sorry anh em, mình có dịch vụ làm web, tức là bên công ty Harley á. Công ty Harley cũng là công ty của mình. Thì mình có dịch vụ làm web. Nếu anh em nào cần, anh em inbox ở trên fanpage của mình và cho mình cái mô tả về những cái gì mà anh em muốn làm nha, thì mình sẽ xử lý cho anh em. Ok, thì ở đây mình đang có một vấn đề là cái khu vực này thì mình muốn xóa, bà cụ nó mình nhìn thấy ghét quá. Thì mình sẽ tìm coi thử là image Google, thì mình sẽ tìm coi là tree PNG. Nhìn mấy ông thần đứng ở trong kia nhìn ngứa mắt quá, mình chịu không nổi, mình phải tìm một cái gì đấy để mình lắp đi. Mình sẽ lắp mấy ông mới đi. Hình này như có cái đây, nghĩ hình này có vẻ ok á. Hình này có vẻ ok á, mình sẽ lấy hình này và mình lắp lại. Mình có làm web, nói lại cho bạn Nguyễn Thiên nha, mình có làm web cho studio nhưng mà mình không có dạy làm web, mình không dạy làm web tại vì dịch vụ mà anh em, dịch vụ mà để kiếm tí tiền mua sữa cho con chứ. Ok, mình sẽ mở hình này trong Photoshop và mình sẽ lấy cái cây này để mà mình lắp mấy ông kia đi. Bởi vì mình quá lười để xóa rồi, nhưng mà nhìn thì rất là ok, nhìn cũng ổn đúng không? Nhìn khá ổn á. Nhìn khá ổn á. Mấy cái chân này thì mình sẽ không cần phải xóa làm gì, nhưng mà ok, nhìn được á. Ok, mình sẽ vào blur, Gaussian blur, mình blur nhẹ nó đi. Blur ít thôi, cho nó giống như mấy cái cây bên cạnh là được rồi. Rồi, cái chân này, cái chân cây. Đó. Đó, ok, được ạ, được ạ, được ạ. Ê, anh em nào vừa nãy cho mình cái ý kiến về vấn đề là mình ý kiến về vấn đề là mình sẽ phải dùng cái cây gì đó khác để mà mình xóa bớt, thì đây là câu trả lời cho anh em. Và có vẻ như nhìn nó khá là thật đúng không? Không nói bố ai tin. Rồi ok, được rồi, mình sẽ sử dụng cái cây này, mình sẽ che bớt cái phần đó. Phải nhìn giống quá anh em. Nhìn giống á. Không nói không ai biết đâu. Nha. Yeah. Không nói không ai biết đâu. Rồi, cứ vậy đi. Rồi ok, mình đã xong. mình lên Google Image á, thì đấy thì mình tải. Không tải Render Tree, chị Thúy Uyên có gợi ý mình là tại sao không xài Render Tree trong filter luôn, thì lý do là bởi vì mấy cái Render Tree nó vector quá à, nhìn vô nó nhìn giả lắm, cho nên là em mới lên Google Image em tìm mấy cái stock người ta tách sẵn mình chèn vô nhìn cho nó ok chứ.
hơi đau. Rồi ok, ở đây mình có mấy cái áo của ông màu xanh này, mình nhìn thấy ghét quá, mình che đi nhưng mà mình vẫn thấy lộ, cho nên là mình sẽ sử dụng Science. Màu Science, mình sẽ giảm cái màu xanh áo của ông đi. Đâu rồi, tại sao nó lại vào đây? Rồi Science, mình sẽ giảm đi. Đen luôn đi cho nó, cho nó đỡ ngứa. Ok, mình sẽ bật này lên. Và đây chúng ta có kết quả khá là ổn đúng không? Mấy cái màu vớ vẩn này thật. Chân đi đôi giày đỏ cho cố vào, khổ thế. Đâu rồi? Ok, tạm tạm vậy đi. Thì chúng ta có cái ổn đúng không? Ok, được rồi, vậy đi. Được rồi anh em, vậy được rồi, ổn rồi. Rồi, tiếp theo nữa là mình muốn vẽ cho cái phần ánh sáng của mình muốn nó ấn tượng hơn, cho nên là mình sẽ sử dụng một cái kỹ thuật gọi là cái Luminosity. Luminosity thì mình có cái action đây luôn rồi, thì mình sẽ sử dụng Luminosity. Thì anh em nào chưa biết thì mình có một cái hai cái tutorial về Luminosity ở trên channel của mình, các bạn cần các bạn thể qua đó. Luminosity là gì? Đại khái là mình sẽ chọn vùng ở những cái khu vực ánh sáng khác nhau và mình sẽ làm cho contrast của nó nhẹ nhàng hơn, nó ok hơn. Ok, thì như ở đây là mình sẽ chọn màu nào. À, phần bầu trời này là mình muốn, có lẽ là mình sẽ ghép một cái bầu trời khác đi ha. Mình sẽ ghép một cái bầu trời khác. Ok rồi, anh em nào mới vô thì chúng ta gửi tí lời chào cho vui ơi. Anh em có tí lời chào cho vui coi. Shadow của những khu vực mà khu vực cây này thì mình sẽ chọn vùng ở những cái khu vực cây này ha. Mình sẽ lấy cái khu vực này thì anh em có thể thấy là mình đang chọn những khu vực khá là ok. Sau đó mình sẽ sử dụng cái, à không, mình có thể là mình sẽ chọn cái shadow nó lớn hơn chút xíu. Lớn hơn chút xíu để mà mình làm nổi bật cái phần lá cây lên, lá cây sáng lên. Mình sẽ sử dụng đơn giản sử dụng curve thôi, mình sẽ giảm bớt đi. Đó thì các bạn thể thấy là cái phần lá cây của chúng ta nó lên rất là ok, rất là mượt ha. Rồi tiếp theo phần ánh sáng ở trên phần lá cây, mình sẽ tìm cái phần ánh sáng nào nó thể hiện nhiều trên phần lá cây thì mình sẽ tăng sáng lên ha. Mình sẽ tăng sáng lên, quay trở lại RGB tí. Rồi mình cũng sẽ sử dụng curve thôi, mình sẽ tăng lên. Tăng nhẹ thôi. Tại vì trong phần này thì nó có tới cái phần áo cưới nữa, cho nên là đó thì chúng ta sẽ có cái kết quả như thế này. Đây mình sẽ gom cái này lại cho anh em thấy cái của chúng ta. Đây, đây là trước ha. Đây 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 là sau khi chúng ta, đây là trước này, đây là trước này. Và đây là sau, đây là trước, đây là sau. Nó rất ít thôi nhưng mà cái contrast như vậy nó làm cho bức hình của chúng ta nó trở nên rất là ấn tượng khi mà những cái lá cây của mình nó trở nên nổi khối hơn rất là nhiều ha. Trở nên nổi khối rất là nhiều. Ví dụ như là phần curve tối này thì đâu rồi, phần tối đây. Tối này thì mình sẽ giảm tối hơn chút xíu nữa. Ôi, chết, không được. Đây, mình sẽ làm tối hơn tí xíu nữa. Tí xíu thôi. Rồi, và mình sẽ cho nó chỉ ảnh hưởng tới luminosity thôi. Thằng này cũng vậy, luminosity thôi. Rồi, và chúng ta có kết quả như thế này. Đó, các bạn thấy là cái phần lá cây của chúng ta nhìn lên nó rất là ok ha. Rồi rất là nhiều anh em vừa chào mình, có thể là anh em coi nãy giờ toàn coi không, chả comment gì cho anh em biết nhau, thật chán thế. Anh em có câu hỏi gì thì cứ hỏi mình nha, tại vì mình vừa làm về mình vừa hỗ trợ anh em luôn. Thì nãy giờ mình làm được khá là nhiều rồi đó. Mình sẽ sử dụng cái snapshot này cho anh em coi này. Đây là trước này, đây là sau, đây là trước và đây là sau, đây là trước và đây là sau. Đó thì ok không, nhìn khá ok đúng không, nhìn khá là mượt. Ok rồi, hello tất cả mọi người vừa vô ha, khá là nhiều người, khá là nhiều. Bên bạn cũng cung cấp dịch vụ khóa học gì vậy? Khóa học thì mình đang có khóa học về Photoshop và sắp tới là Lightroom. Và những cái sản phẩm mình có thì nó là ba cái bộ preset ha, ba bộ preset. Thì anh em có thể lên cái phần cửa hàng ở trên fanpage của mình có rất là nhiều chi tiết, hoặc là inbox cho mình trên fanpage thì sẽ có bạn hỗ trợ, bạn ấy giới thiệu cho anh em thì nó sẽ kỹ hơn ha. Đúng rồi, comment đi anh em để lên fan cứng. Lên fan cứng thì mình sẽ có cái event cho anh em ha. Mình sẽ có cái event cho anh em, cái giveaway. Đây, ví dụ như là mình đang có cái giveaway dành riêng cho anh em fan cứng này. Đó, đê, vui không? Anh em cố gắng tương tác nhiều chút xíu thì cái đó vừa là hỗ trợ mình, vừa là đó, cho vui ha, cho vui đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp theo nữa là về cái phần ánh sáng. Phần bầu trời này thì mình đang nghĩ là mình cảm thấy nó khá ổn rồi, cho nên là
chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta có thể ghép một cái bầu trời mới nó trầm hơn để nó không có bị bật quá vào cuối dòng. Ok rồi, mình vừa mới nói xong rồi, mình nghĩ là mình sẽ làm luôn đi. Rồi, Sky HDR mới có hay không nữa. Đây, chắc không có ha. À, không có đâu, thì mình sẽ chọn là Sky thôi. Và mình sẽ tìm cái nào cho nó nhìn nó hơi tối tối một chút xíu, và nó tương đối gọi là nó ấn tượng thì mình sẽ lấy ha, mình sẽ lấy. Bởi vì ở đây nó đang tương đối là sáng, mình coi lại cái. Nó tương đối là sáng nên mình cũng phải tìm cái gì nó sáng nhưng mà nó vừa đủ ấn tượng, chứ nó không có cùi bắp quá thì nó cũng không ổn ha. Anh em nào có câu hỏi cứ comment cho mình, tại vì mình vừa làm mà mình vừa coi comment của anh em mà, cho nên là khá là vui. Jimmy Nguyễn, có dùng khi nào dùng Clarity HDR, có dùng Clarity không? HDR thì ở đây mình không thích dùng Clarity, tại vì Clarity á, thực tế nó làm cho mình có hiệu ứng halo á. Halo, các bạn biết halo là cái gì không? Halo, đây rồi, halo effect. Effect đâu rồi, halo effect image. Tổ bạ, không ra ta. Đại khái là nó xuất hiện cái viền ở những cái viền, có cái hào quang ở những cái viền đó, thì mình không thích cái đó, cho nên là mình không có dùng Clarity ha. Clarity nó gắt lắm, cho nên mình không thích lắm. Ok, thì mình nghĩ là mình lấy cái này luôn đi cho nó nhanh, chứ chờ đi tìm cái nào phù hợp hơn nữa thì khá là mất thời gian. Rồi, mình sẽ tăng lên chút xíu và mình lắp đầy sao cho nó vừa đủ. Rồi, để mình làm cho nó nhanh nè, thì mình sẽ gom nó vào. Mình sẽ sử dụng cái blending if ha, blending if. Các bạn để ý là chúng ta ở khu vực bầu trời nó đang là sáng, nó đang là sáng trắng, cho nên là mình sẽ sử dụng blending if cho nó nhanh. Mình sẽ lọc bớt ở những khu vực có chi tiết đi. Đây, mình sẽ kéo này lên, các bạn thấy là nó ngay lập tức nó vào trong luôn. Đó, ngay lập tức nó vào trong luôn. Đó, thì mình sẽ chọn đây, kéo lên chút xíu cho nó phù hợp. Nhìn ngon không? Nhìn ngon không anh em? Khá ổn đúng không? Rồi, tiếp theo là mình sẽ sử dụng layer mask. Mình bỏ bớt những khu vực mình không cần đi. Ví dụ như là nó lay cả ở phần cô dâu nè, với lại ở phần phía dưới này mình đâu có gì đâu, mình phải ghép bầu trời vô. Đó, thì chúng ta sẽ có kết quả như vậy. Tuy nhiên là hình này thì có lẽ là mình sẽ Ctrl L và mình sẽ làm cho nó tối đi chút xíu. Sao đây? Đây, sorry anh em. Nè, cho nó tối đi chút xíu. Ok, đơn giản vậy đi, đó. Có thể là giảm brightness đi chút xíu nữa cho nó phù hợp với cái hình ấy mà. Tại vì cái hình của mình cái chủ đích của mình là mình muốn mọi người tập trung vào phần cô dâu là chủ yếu. Rồi, ok, sau khi xong phần bầu trời rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm cho ánh sáng của ta nó ấn tượng hơn ha. Mình sẽ sử dụng cái tăng sáng lên chút xíu. Mình sẽ sử dụng cái đơn giản là mình sử dụng lasso tool thôi. Mình sẽ bôi vào phần cô dâu, bôi phần cô dâu chút xíu thôi. Sau đó mình sẽ bôi tiếp để phim ship nè, lấy tiếp một phần ở khu vực này, sau đó mình lấy tiếp phần khu vực này và mình sẽ làm cho nó sáng lên. Mình sẽ click chuột phải chọn filter, mình 200 chẳng hạn vậy. That's ok, nhiều cũng được. Mình sẽ dùng curve và mình sẽ tăng sáng lên chút xíu, tăng sáng lên chút xíu. Rồi, phần ngược lại thì mình sẽ nhân đôi lên, nhưng mà ở cái này mình sẽ Ctrl E layer mask, mình cứ Ctrl E và mình sẽ giảm sáng đi để cho nó tăng cái contrast lên. Và chúng ta sẽ có cái kết quả là nhìn nó sẽ rất là ok như thế này. Đó, và cái bầu trời này nhìn nó chả liên quan mẹ gì ta. Mình sẽ sử dụng Hue Saturation, mình sẽ thay đổi cái saturation của cái thằng bầu trời này xem thử nó có ổn hơn hay không, hay là nhìn nó như shit luôn. Rồi mình sẽ bỏ. Tự nhiên mình cảm thấy thất vọng, mới mất một cái thời gian quý báu của mình đi để mà mình chỉnh cái bầu trời để làm gì, trong khi mà không cần nhìn nó vẫn đẹp. Em biết sao không? Rốt mẹ đi cho nhanh. Rồi, đẹp phải đây. Đơn giản là crop thôi anh em ạ. Thêm ray sáng á ha, thêm ray sáng ha. Ray sáng thì ở đây mình cảm thấy nó không phù hợp lắm nếu mình làm ray sáng. Không có phù hợp lắm, cho nên là thôi bỏ qua ray sáng nhé.
bỏ qua đấy xé nhé. Ừ đúng rồi đó, kệ bầu trời đi. Giáp Huân cơ sở anh đào tạo ở đâu vậy? À, mình không có cơ sở đào tạo nha, mình làm là làm trên video, mình làm video. Rồi, ok thì đó là sau khi chúng ta xử lý xong thì ở khu vực dưới này mình cảm thấy là mình muốn cho nó có một chút xíu khu vực sáng tối tí xíu thì nhìn nó sẽ ok hơn. Mình sẽ có cái chỗ tối chỗ sáng ha, mình sẽ làm cho nó có chỗ tối chỗ sáng. Mình sẽ khoanh vùng, feeder là khoảng cỡ 100. Feeder là khoảng cỡ 100 và ở những khu vực này thì mình sẽ giảm curve đi, giảm đi để cho nó tối và nó làm cho những cái khu vực ở dưới chúng ta nó sẽ có cái những cái phần nó nổi lên, có phần chìm đi, phần nổi lên, phần chìm đi và hình chúng ta nó sẽ tuyệt vời hơn. Rồi thì đây là hình cuối cùng mà chúng ta đã làm ra được ha, đây là hình cuối cùng mà ta làm ra được. Đây là trước này và đây là sau, đây là trước và đây là sau. Thực tế cái trước nó không được như vậy đâu, mình sẽ làm lại cái trước cho anh em coi này. Mình sẽ thôi thôi không chơi vậy. Đây là trước này, đây là sau, đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau, hay không? Thì đó là cái quá trình để mình chỉnh một cái bức hình và cái quy trình ta chỉnh như vậy á thì làm cho cái hình của chúng ta nó rất là ngon lành đúng không? Rất là ngon lành. Rồi anh em nào thấy hình này ok thì nghiêng hả? Nghiêng hả? Mình sẽ crop lại, mình sẽ coi thử coi như nào. Mình không thấy nó nghiêng, tại vì mình không thấy nó nghiêng. À đây mình sẽ theo cái phần viền của cái bục này ha. Đó thì hình chúng ta sẽ có kết quả như này. Ở đây lại lộ mất chú bảo vệ của mình rồi, cho nên là mình sẽ lắp chú bảo vệ đi. Đó, đơn giản vậy thôi. Ở đây nó hơi lặp lại chút xíu, mình click nhẹ cái là mất. Đó, thì chúng ta sẽ có kết quả như thế này. À, làm ra hả? Làm ra thì không cần, có thấy ra đâu mà làm ra, nhìn đẹp mà, đúng không? Tại vì chụp xa cho nên là những cái chi tiết da của ta không còn, cho nên là làm ra ở đây chỉ đơn giản là chúng ta làm cho cái hình cái màu da chúng ta cảm thấy nó ok là được rồi, nó sáng nó ok là được rồi. Thì đây là trước và đây là sau của chúng ta, rất là có sự tập trung đúng không? Và những cái công cụ mà chúng ta làm luminosity rồi selective color nó thể hiện khá là ok, và đó là cái cách để mà mình làm. Và mình nghĩ là cái cách này khá là dễ cho các bạn làm theo đúng không? Nó một vài cái kỹ thuật mà mình cũng có làm ở trên channel của mình khá là nhiều rồi. Thì đây là cái toàn bộ cái flow và mình đúng rồi, làm ra để chủ yếu ảnh chân dung thôi. Chứ còn ảnh này chủ yếu ảnh phong cảnh mà, cho nên là đó, nó khá là ok. Thì đó là toàn bộ về cái video hướng dẫn làm đơn giản chúng ta một cái hình cưới, một cái flow chúng ta làm rất là kỹ đúng không? Và tất nhiên nói kỹ thì mình hơi 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 để gọi là hơi 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 chạm hơi chạnh lòng chút xíu, tại vì mình hơi lười cái vấn đề là mình xóa, nhưng mà thôi kệ, cái này làm thật thì mình sẽ xóa, nhưng mà ở đây làm cho anh em đỡ mất thời gian thôi. Làm màu cổ một tí đi anh hả? Thôi hình này để như vậy đẹp mà đúng không, như vậy đẹp mà. Đâu rồi, cái camera raw của mình nó đang bị lỗi ở cái vấn đề là nó không nhận cái preset, chán thật chứ, chán thật. Ok, mình sẽ chọn cái preset phim thử của mình coi. Tại sao bỏ vào đây mà nó không nhận nhỉ? Phim preset số 1. Phim preset. Đâu rồi? Gom hết lên. Crop. Delete. Rồi, thì đây mình sẽ áp dụng cái phim preset. Mình sẽ thử sử dụng cái phim preset của mình coi sao. Này nó hơi bị lỗi cho nên là mình không thể nào load được. Mình cũng không hiểu tại sao. Image setting, custom setting cũng vậy, chắc là nó không nhận cái folder quá. Thì nó mình sẽ thử cho nó ra khỏi ngoài cái folder coi sao. Ok, reset phim 1. Bắt nào. Đấy. Đây là cái anh em đòi đúng không? Nhìn nó hơi bị lố quá, nó cổ thì có cổ đấy, nhưng mà nhìn nó không ổn lắm. Có lẽ là bởi vì cái noise đâu rồi, cái noise effect này, frame mình sẽ giảm hết xuống. Đó, rồi, ok. Shadow giảm, white, highlight giảm, không giảm, vibrant hơi đi xíu thôi. Đó, màu cổ anh em nè.
face xuống chút xíu. Đó, hơi cổ đúng không? Anh em thích thì mình có đó. Hình này đưa về tông xám được không? Tông xám là như thế nào ta? Có hình mẫu không? Mình không hiểu lắm. Rồi ok, thì đó là cái cách để chúng ta làm. Thì thông qua đây thì mình cũng muốn giới thiệu chút xíu về cái dịch vụ chỉnh hình của mình. Đó là nếu như các bạn nào đang làm studio, các bạn hoặc là các bạn chỉnh chuyên đi chụp hình cưới đó, và chúng ta quá nhiều show hoặc là chúng ta lười không muốn chỉnh chẳng hạn vậy, thì các bạn có thể gửi qua bên mình. Thì mình sẽ có cái dịch vụ chỉnh hình, hình chỉnh cưới trọn gói cho anh em. Giá thì anh em có thể tham khảo trên cái link, tí nữa mình sẽ post trên fanpage của mình.